Hello, xin chào tất cả các quý các bạn, và nhiều bác cứ hay hỏi tôi là làm thế nào để tẩy rửa những phần góc cạnh xe và cái ra là xe nó bị hôi. Thế thì chia sẻ với chị rằng là để xử lý những phần mà nó bị bẩn bụi mà nó là nỉ hoặc là những bộ phận quan trọng trong xe mà nó không được làm xước xe, thì anh chị phải có cái công cụ và cái dụng cụ. Đơn cử rằng ví dụ như những phần mà bẩn như này, những phần bẩn như này, anh chị có thể nhìn thấy phần bẩn như này. Nếu như chúng ta mà dùng lau hoặc là chúng ta đánh bàn chải nó sẽ hỏng, hoặc là những phần mà trong như hốc như thế này nó bẩn, thì chúng ta phải làm nào? Thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải dùng một cái sản phẩm tẩy, tức là một lần hệ thống nước rửa kính hoặc là tẩy rửa nội thất, chúng ta xịt vào đây, chúng ta xịt đây để thứ nhất là xịt chúng ta cho nó sạch, thứ hai là chúng ta xịt sau này khi chúng ta đẩy gió điều hòa nó không hôi, và chúng ta sẽ xịt vào những vị trí như thế này và chúng ta bắn. Và chúng ta sẽ bắn ở dưới đây thì nó có một cái súng như thế này, bên cạnh nó sẽ có một cái phần hút ở đây, hoặc là chúng ta sẽ dùng xịt bên ngoài chúng ta bắn. Và các bác nhìn thấy chưa? Anh chị có thể nhìn thấy kỹ vào đây này. Khi nó bẩn như thế này nhá, nhưng khi tôi bắn này, có thấy không? Nó đã sạch hoàn toàn, kéo tận máy vào đây. Khi nó đã sạch hoàn toàn và nó không còn bẩn, nếu như chúng ta bắn đi bắn lại một vài lần thì đương nhiên là nó sẽ sạch. Chúng ta nhìn thế này, phần phía như thế này thì chúng ta sẽ bắn này. Các bác nhìn thấy chưa? Và tất cả những cái góc cạnh trong con xe kia chúng ta đều như vậy cả. Thế thì để làm được một con xe mà nó sạch ấy, thì chúng ta phải hiểu quy trình mới, và chúng ta phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Thậm chí là chúng ta phải ngồi rất là tỉ mẩn và làm rất là lâu, và làm với một cái đam mê thì chúng ta vẫn có một con xe đẹp được. Và để làm được một con xe đẹp như thế này thì chúng tôi phải tốn rất nhiều những thời gian, tốn rất nhiều những cái công đoạn, tốn rất nhiều những quy trình. Qua quá trình học hỏi, qua quá trình kiểm tra và qua quá trình đi xem nhiều nơi, bên cạnh nữa chứ qua quá trình mình dọn nhiều lần, mình sẽ phát hiện rằng là để có được một con xe nó đẹp từ A đến Z và nó đẹp chi tiết thì chúng ta cần rất nhiều những cái công đoạn và chúng ta cần rất nhiều những cái kỹ năng. Thế thì tôi sẽ cứ liên tục hàng ngày để dọn dẹp những con xe như thế này, kể cả có những hôm buổi tối khi mà mọi người đi ngủ hết rồi thì mình bắt đầu mới lao động, và để có được những cái kỹ thuật, những cái kinh nghiệm như ngày hôm nay thì chia sẻ với anh chị và các bạn là tốn rất nhiều công sức, thậm chí là tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí đôi khi có những lúc mình làm nó bị sai thì mình phải mua những cái thứ khác. Nếu như mua những cái thứ này thì nó rẻ đấy chị này, nó chỉ có vài trăm ngàn, thậm chí là vài triệu, đôi triệu thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta làm nó sai mà dẫn đến nếu chúng ta tẩy mà dẫn đến nó hỏng những cái phần như này thì nó phải mua đồ rất là đắt. Bởi vậy cho nên là anh chị nếu như có xe thì hãy tìm đến một cái cơ sở uy tín nào đó, họ sẽ tẩy rửa cho mình. Bên cạnh nữa thì cũng phải giao hẹn với họ trước rằng là không phải ai cũng có kinh nghiệm và ai cũng có những cái kỹ năng, và bên cạnh ai có những cái tỉ mẩn bên cạnh, nên là không phải ai cũng có những cái mẹo và có những cái bài học, có những cái trải nghiệm để cho anh chị có được một cái xe tốt anh chị nhá. Cho nên là ở đây chúng ta phải nhớ rằng để có một cái xe đẹp thì anh chị tìm những nơi, tìm cái sở tạm xong một lần và dọn đúng quy trình, dọn đúng với những cái điều, đúng với những cái điều mà người thợ chuyên nghiệp người ta dọn cho anh chị, thì anh chị mới có cái xe đẹp được và nó không bị hỏng. Đơn cử rằng nếu như anh chị mà chỉ cần làm sai thôi là cái trần nó mất khoảng 6-7 triệu ngay lập tức. Cái trần nó đang đẹp như thế này nhưng mà chúng ta chỉ cần đưa cái rẻ vào đây, hoặc là chúng ta đưa một cái bàn chải vào đây, cái một cái chỗ bẩn thôi là nó sẽ mất đi 6-7 triệu. Thậm chí là nếu như chúng ta mà làm mà nó không tốt thì anh chị có thể
sẽ bị giảm cái giá cái xe của mình đi, tức là cái giá trị của mình nó bị giảm đi cho anh chị nhé. Bởi vậy cho nên là khi mà mua xe thì anh chị cũng nhớ rằng là tìm những chiếc xe mà nó còn đẹp về nỉ, nó còn đẹp về nội thất, và nó còn đẹp về trần, nó đẹp về bô lăng cửa sổ và đẹp về khoang máy, thì chúng ta sẽ có cái sau này chúng ta dùng nó trở nên cái cảm xúc nó tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta bán cái xe chúng ta sẽ có giá hơn anh chị nhé. Xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những cái phần tiếp theo của cái phần gọi rửa xe như thế này.